dành cho Bá Phi. Người đang đứng trước bóng là Thái Bá Phi. Rất khéo léo, Bá Phi. Dương Hoài An đã có pha gạt bóng chính xác. Dù cho kết quả của trận đấu này có thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng các cầu thủ Dương Gia sẽ để lại trong lòng ban tổ chức, người hâm mộ những dấu ấn quá tuyệt vời ở giải đấu lần này. Không được và đánh đầu của Nguyễn Hưng. Trong bóng đá người ta vẫn thường nói rằng giải phong cách chỉ mang tính chất là giải thưởng mang tính chất động viên. Tuy nhiên nếu như đã đủ nhân vào có thể đạt giải phong cách ở giải đấu này thì đó không phải là một giải thưởng mang tính chất động viên nữa mà là một giải thưởng đích thực. Nguyên Mạnh dứt điểm. Như vậy là tỷ số được nâng lên thành 8-4 cho các cầu thủ Hoàng Bạc. Một bàn tay nhỏ mang tên Nguyễn Mạnh đã xuất hiện trên sân cỏ nhân đạo Việt Nam. Tỷ số là 8-4 cho các cầu thủ Hoa Bạc. Một trận đấu rất cởi mở, rất hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Và cho đến lúc này thì thời gian trận đấu không còn nhiều. Bóng đá đi vào đúng vị trí của thầy Hoài An. Tấn công đầu giữa Quốc Khánh. Không được. Các thủ dân ra hướng này. Nhưng mà thay đổi Nguyễn Mạnh. Nguyên Mạnh đã có được 6 bàn thắng trong trận đấu chiều nay. Có vẻ như đến lúc này thì các cầu thủ Hoàng Bạc đã chắc chắn giành được chiến thắng ngôi vô địch của giải đấu năm nay. Khé chờ đợi rất nhiều vào trận đấu tiếp theo giữa các cầu thủ Hoàng Đinh và Vũ Võ. Chuyên kỳ ngộ. Dường như mọi chuyện đã được sắp đặt khi mà các cầu thủ Vũ Võ và các cầu thủ Hoàng Đinh đã phải gặp nhau ở trận đấu cuối cùng để quyết định cho chức vô địch của giải đấu năm nay.
đúng như dự đoán của giới chuyên môn và ban tổ chức thì các cầu thủ mặc chính là một trận số ở giải đấu này. Họ càng nguy hiểm hơn khi mà trong đội hình có cả Nguyên Mạnh, Nguyên Hưng và Trần Văn Tiến. Trong trận chắc chắn vào lúc này thì người hâm mộ và giới chuyên môn sẽ rất tiếc nuối trong đội hình của các cầu thủ dân gian. Nếu như Dương Văn Cường có thể sát cánh cùng các cầu thủ dân gian thi đấu đến những trận đấu cuối cùng thì có vẻ như kết quả lúc này sẽ không đến nỗi này. Như vậy là Dương Quốc Khánh đã bị đau, anh không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Dương Nam Khánh, người vừa không thi bóng không thành công là Khắc Tùng. Thời gian của trận đấu không còn nhiều và tỷ số vẫn đang là 9-4. Rõ ràng là một giải đấu quá thành công của Liên Chi Hội các dòng họ tỉnh Nghệ An và đặc biệt là của ban tổ chức. Trong đó chúng ta cần phải nhắc đến công lao đóng góp rất lớn của các đồng chí trong ban tổ chức, đặc biệt là ông trưởng ban tổ chức Đinh Văn Thiết, người đã đưa ra ý tưởng và có những đóng góp rất lớn lao cho giải đấu thành công. Thanh Tuấn lại một lần nữa bóng tìm đến hàng ngang vô lành của Trần Văn Tiến. Dương Lê Thanh Tuấn đang thi đấu rất nhiệt huyết trước phòng cấm của cao thủ Hoàng Mạc. Vẫn là Dương Lê Thanh Tuấn cắt ngang không được. Rất tiếc cho các cầu thủ dân gia. Ngoài sự cố gắng nỗ lực của ban tổ chức thì một lực lượng hùng hậu cổ động viên, các vận động viên và đặc biệt là giải đấu lần này đã được sự ủng hộ rất nhiệt tình của các cô chú các bác trong ban liên lạc của các dòng họ. Vì vậy đã đem đến cho giải đấu của chúng ta một giải đấu thành công ngoài mong đợi. Giải đấu lần đầu tiên được diễn ra tại thành phố Vinh. Chắc chắn rằng với sự thành công của giải đấu lần này thì tại giải đấu lần thứ hai, quy mô của giải đấu, tính chất và sự hấp dẫn của giải đấu sẽ còn được tăng lên rất nhiều. Nguyên Mạnh, Nguyên Hưng. Trong đạp không được. Nguyên Hưng trong đạp rất nhanh, một cầu thủ nhỏ con nhưng luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân. Không được, vẫn là càng đạp rất may cho cầu thủ Dương Gia. Nếu như Dương Lê Thanh Tuấn là cầu thủ chơi năng nổi nhất trên hàng công, và như vậy đồng bài Minh Cường đã để còi kết thúc trận đấu giữa các thủ và Dương Gia. Xin chúc mừng các thủ đã có thành chiến thắng với tỷ số 6-1. Một cú hat trick của Trần Văn Hưng, 6 bàn thắng. Còn này được ghi do công của Trần Văn Hưng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.